dưa hấu hình vuông. Chúng được phát minh vào những năm 70 bởi một nhà thiết kế đồ họa để đặt gọn trong tủ lạnh và được cắt dễ dàng hơn. Nông dân Nhật Bản trồng chúng trong các khuôn đặc biệt để có được hình dạng đó. Vì chúng rất đắt nên mọi người không dùng chúng làm thức ăn mà như một món đồ để trang trí. Tắm trong mì ramen. Khu nghỉ dưỡng Unisun Spa ở Hakone mang đến cho du khách những trải nghiệm khá độc đáo với việc được vùng vẫy trong thùng xúc thịt và mì ramen. Trong khi điều này nghe có vẻ điên rồ với nhiều người, thì người Nhật lại tin rằng ngâm mình trong bồn tắm như vậy là rất tốt cho da vì nước dùng làm từ thịt lợn rất giàu collagen. Kẹo Kit Kat với vị kỳ lạ. Hạt tiêu, mù tạt, khoai lang, bắp nướng, đậu nành, dưa hấu muối, xoài, trà chanh. Đây chỉ là danh sách sơ lược của những loại Kit Kat mà bạn có thể thử tại Nhật Bản mà thôi. Bạn muốn nếm vị nào? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé! Thực phẩm giả. Các chuyên gia làm loại thực phẩm này từ nhựa hoặc sáp và nó trông ngon lành như thực tế vậy. Nhiều nhà hàng sử dụng thực phẩm giả để trình bày các món ăn phổ biến của họ trong tủ kính và thu hút các khách hàng thèm ăn. Thường thì những bản sau này có giá cao hơn nhiều so với các món ăn mà chúng bắt chước. Đảo thỏ. Trở lại những năm 40, các nhà khoa học đã mang một số thỏ đến đảo Okunoshima để thực hiện các thử nghiệm. Tuy nhiên, sau đó, các con vật đã được thả và chúng bắt đầu sinh sôi. Bây giờ hòn đảo chứa đầy thỏ và thu hút rất nhiều khách du lịch. Máy Purikura. Chụp ảnh lấy liền trong quầy thì không có gì mới mẻ, nhưng Nhật Bản đã cho thêm rất nhiều thứ thú vị vào trải nghiệm này. Purikura, quầy chụp ảnh lấy liền của họ, cho phép bạn chỉnh sửa ảnh ngay tại chỗ, thêm các hình nền, nhãn dán vui nhộn hay câu chữ khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể gửi ảnh đến điện thoại di động, hoặc có lẽ nhà vệ sinh của bạn, nếu bạn biết đấy, nó có wifi. Bạn có thể không cần phải đi đâu hết. Người đẩy hành khách. Tàu điện ngầm và nhà ga xe lửa thực sự quá tải trong các giờ cao điểm. Đó là lý do tại sao nhân viên nhà ga và nhân viên bán thời gian phải thực hiện quy trình thường xuyên, đó là đẩy người vào trong tàu để nhét được càng nhiều hành khách càng tốt trước khi tàu đóng cửa. Nơi để dù. Trước khi vào trong một tòa nhà, bạn có thể cất và khóa dù của mình như vẫn thường làm với xe đạp vậy. Bây giờ, bạn có thể chắc chắn rằng sẽ không ai lấy nó và bạn sẽ không tạo thành một vũng nước nếu dù bị ướt. Nhiều tòa nhà của chính phủ, văn phòng và khách sạn đều có loại giá đỡ dù này. Mỗi lần tôi ăn sushi, cơm rơi ra khỏi miếng cá ngay khi tôi gắp chúng bằng đũa. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, mọi người không gặp phải vấn đề này. Họ trộn gạo với một loại nước sốt đặc biệt bao gồm muối, đường và giấm gạo. Nước sốt này giữ cơm với nhau và cho phép bạn đưa sushi lên miệng rất gọn gàng, cho tôi ăn với. Một bữa ăn ngày lễ có nghĩa là sẽ có hàng tấn thức ăn ngon và dĩ nhiên một con gà Tây nướng lớn. Nhưng nếu bạn từng ăn mừng ngày lễ khi ở Nhật Bản, đừng ngạc nhiên khi được dẫn đi ăn KFC thay vì các món ăn truyền thống. Có điều là ở đất nước này, ăn đồ ăn từ KFC cho ngày lễ là một truyền thống được thực hiện rộng rãi. Ở quận Ginza của Tokyo, có một cửa hàng văn phòng phẩm khác thường cao 12 tầng. Cửa hàng bán văn phòng phẩm chất lượng cao và mỗi cấp độ của nó có một chức năng khác nhau. Ví dụ, trên tầng 2, bạn sẽ tìm thấy không gian chia sẻ nơi có những thứ cần thiết để gửi suy nghĩ của bạn cho người khác như phong bì, giấy, thư và bưu thiếp. Bạn có thể viết một lá thư ngay lúc đó và tại đó và gửi nó ngay lập tức từ nơi bạn đang đứng. Và trên tầng thứ 4 là không gian họp hội. Bạn có thể tạo một cuốn sổ với bìa và giấy tùy chọn và tên của bạn sẽ được khắc lên đó. Có hơn 50 triệu máy bán hàng tự động ở Nhật Bản và điều đó có nghĩa là chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, chúng cũng rất đa dạng. Vâng, bạn có thể mua hầu hết mọi thứ ở đó, từ các món ăn nóng, kem và kẹo đến sách, ô và báo. Có tin đồn rằng những máy bán hàng tự động này kiếm được khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Nếu bạn đang ở Nhật và tự hỏi những món quà lưu niệm nào bạn có thể mang về cho gia đình và bạn bè của mình, hãy thử Kit Kat phiên bản giới hạn ở Nhật Bản. Chúng có vô số loại thú vị khác nhau như trà xanh chẳng hạn. Vì vậy, bạn có thể tự đặt cho mình một nhiệm vụ thú vị là thu thập tất cả các loại Kit Kat. Mọi người phát khăn giấy miễn phí trên đường phố là một điều phổ biến ở Nhật Bản. Mục đích là gì? Thật đơn giản, các công ty đưa quảng cáo của họ trên bao bì hoặc bên trong các gói khăn giấy để giới thiệu những người sử dụng về dịch vụ hoặc sản phẩm của họ. Chắc chắn hiệu quả rồi, vì hơn 4 tỷ gói khăn giấy miễn phí được phân phối tại Nhật Bản mỗi năm, có vẻ như có rất nhiều nước mũi. Khổ sở vì lạnh vào mùa đông ư? Có cần một ít khăn giấy để lau mũi không?
đã được nói đến ở mục 14 rồi đấy. Hoặc chỉ cần mang theo bên mình một khăn sưởi bỏ túi, sử dụng một lần rất phổ biến ở Nhật Bản. Nó được gọi là Kairo. Và ngày nay, bạn chỉ cần mở nó ra và các phản ứng hóa học tự động bắt đầu. Bên cạnh việc làm ấm tay, bạn cũng có thể dán những chiếc máy sưởi này vào bên trong quần áo của bạn. Thật là một ý tưởng tuyệt vời cho một mùa đông lạnh giá. Nhật Bản là một xã hội truyền thống. Vì vậy, đàn ông thường là trụ cột của gia đình và được coi là người thừa kế của dòng họ. Đó là lý do tại sao một điều bất thường đã xảy ra. Có nhiều người lớn được nhận nuôi hơn trẻ em. Hầu hết những người được nhận nuôi là những người đàn ông từ 20 đến 30 tuổi. Họ làm thế là để có người thừa kế, hoặc để truyền lại nghiệp kinh doanh của gia đình. Bạn có nhớ tôi vừa nói về sự siêng năng của họ không? Vâng, nó liên quan đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả giao thông công cộng. Các chuyến tàu của Nhật Bản hầu như không bao giờ đến muộn, và nếu có, họ phải cấp giấy chứng nhận hoãn chuyến chính thức cho hành khách. Như vậy, hành khách sẽ có bằng chứng cho thấy họ tới muộn không phải là do bản thân chậm trễ. Lịch sự là một trong những thương hiệu của Nhật Bản mà cả thế giới đều biết. Trong giao tiếp với những người khác nhau, bạn sẽ phải để ý tới rất nhiều quy tắc, và chúng cũng khá hà khắc. Họ cũng có khoảng 20 cách để nói xin lỗi. Bạn thấy sửng sốt chưa? Những điều được coi là lịch sự ở Nhật Bản đôi khi có thể gây ngạc nhiên cho người nước ngoài. Ví dụ, hút mì xì sụp thật nhiệt tình là một cách để thể hiện sự khen ngợi đối với người nấu ăn. Vì vậy, đừng ngại ngần gì nhé. Tuy nhiên, bạn nên tránh vừa đi vừa ăn. Ngày nay thì việc này không hẳn là bất lịch sự, nhưng vẫn không được đoan trang lắm. Đừng ngạc nhiên khi thấy người Nhật đứng ăn ngay tại chỗ họ mua đồ ăn. Họ chỉ không muốn vừa đi vừa ăn thôi. Việc nói chuyện điện thoại ở những địa điểm công cộng chật hẹp, ví dụ như trên phương tiện giao thông công cộng, ý tưởng tuyệt vời đấy. Có cần tôi nhắc lại không? Ở đó, bạn nên bỏ điện thoại vào túi xách hoặc túi quần, tắt âm thanh và chỉ trả lời nếu khẩn cấp. Và ngay cả khi đó, bạn cũng nên nói nhỏ thôi. Bạn không thích bị người bản xứ nhìn mình kỳ thị chứ, phải không? Bạn cũng có thể thấy việc nói chuyện điện thoại trên tàu điện ngầm ở Nhật Bản là việc gần như không thể. Điều này đặc biệt đúng với Tokyo, nơi có những người đặc biệt được gọi là nhân viên dồn người tại các bến tàu. Tên công việc đã nói lên tất cả. Họ sẽ dồn mọi người lên tàu. Hãy thử rút điện thoại ra khi đang bị ép chặt vào tường xem. Quay trở lại vấn đề công việc, nếu bạn đang dùng bữa tại nhà hàng Nhật Bản thì đừng bao giờ bo tiền cho nhân viên nhé. Làm như vậy sẽ bị coi là bất lịch sự. Và lý do thì đơn giản thôi, họ đang làm việc của mình và họ làm tốt bởi vì đó là một vinh dự. Nếu đưa tiền boa, bạn đã xúc phạm họ khi cho rằng họ làm thế vì tiền. Bạn có hình xăm, thế thì các nhà tắm công cộng không dành cho bạn rồi. Rất tiếc, hình xăm được coi là xấu xí và gây liên tưởng đến Yakuza hoặc các băng đảng tội phạm có tổ chức của Nhật Bản. Vì vậy, sẽ không ai cho phép bạn vào nhà tắm công cộng nếu bạn không che hình xăm đi. Tuy nhiên, gần đây, điều này đã thay đổi ở khá nhiều nhà tắm công cộng. Không có gì rẻ và không lành mạnh như thực phẩm từ máy bán hàng tự động. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy đậu phộng rang trộn với thịt bò khô và khoai tây chiên. Nhưng máy bán hàng tự động rõ ràng không nói lên chế độ ăn uống cân bằng trong ánh đèn neon nhấp nháy. Và vâng, tôi biết không phải tất cả các máy bán hàng tự động đều được chế tạo như nhau. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy bánh sandwich hay bánh ngọt trong chiếc máy cao cấp hơn. Nhưng đó không phải là mục đích thật sự của máy bán hàng tự động. Trừ khi bạn ở Nhật Bản, nơi máy bán hàng tự động có tầm bao phủ đặc biệt. Có hơn 5 triệu máy trong một quốc gia có dân số dưới 127 triệu người. Tức là cứ khoảng 25 người thì có một máy bán hàng tự động. Tại sao thế? Nhật Bản có thực sự thích Bim Bim Doritos không? Trong khi rất nhiều máy bán hàng tự động của Nhật Bản bán các loại thực phẩm ăn nhẹ truyền thống, thì không có giới hạn nào về các mặt hàng được bán tự động. Điều này bao gồm những thứ hợp lý như trái cây tươi và cà phê nóng, cũng như những thứ kỳ lạ như quần áo, giày dép, ô, khẩu trang y tế, hay thậm chí là máy cassette. Vâng, máy cassette. Hãy đặt một viên pin vào đó bởi vì chúng tôi sẽ quay lại sau. Trong khi một số trong chúng có vẻ kỳ lạ, chúng vẫn giúp ích trong nhiều trường hợp. Đã bao giờ bạn ra ngoài mà không đem theo ô rồi dầm mưa trên đường về? Hay với khẩu trang y tế, không có gì lây lan vi trùng như bị nhồi nhét vào một tàu điện ngầm dưới lòng đất. Và các thành phố lớn như Tokyo và Osaka có rất nhiều tàu điện ngầm dưới lòng đất như vậy. Và quay lại với những máy bán hàng kỳ lạ, ở Tokyo còn có cả máy bán hàng tự động cho cún con. Máy bán giày dép có lẽ cũng làm bạn cảm thấy kỳ lạ, trừ khi Tokyo có vấn nạn trộm cắp giày tràn lan.
Dù sao thì cũng đừng quên chúng ta đã đặt một pin trong máy cassette nhé. Nhật Bản là quê hương của một số công ty công nghệ và nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, nổi tiếng toàn cầu nhờ những thiết kế hiệu quả và đi trước thời đại. Với ý nghĩ đó, có thể sẽ là một cú sốc lớn khi vùng đất của Sony và Toyota đang sử dụng những công nghệ mà thế giới đã bỏ đi từ những năm 90. Vậy, tại sao máy fax và băng cassette lại thịnh hành phổ biến như vậy ở xứ sở mặt trời mọc? Phần lớn nó phải đối mặt với một sự châm biếm trong nền kinh tế Nhật Bản. Trong khi hầu hết các công ty lớn của Nhật Bản từng nghe nói đang hoạt động đa quốc gia với thu nhập hàng tỷ đô la, thì các tập đoàn lớn thực sự chiếm thị phần rất nhỏ ở thị trường nội địa. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thống trị nền kinh tế Nhật Bản. Hầu hết nơi làm việc của họ không có nguồn tài chính để nâng cấp công nghệ thường xuyên. Nhu cầu liên tục này đã giữ băng cassette và máy fax tồn tại trên thị trường một cách bền bỉ, khi phần còn lại của thế giới đã bỏ đi. Do đó, nhiều người Nhật tiếp tục dựa vào chúng như những lựa chọn thay thế rẻ hơn cho công nghệ hiện đại. 100 năm trước, Nhật Bản là một quốc gia nông nghiệp truyền thống, không như những gì ta biết bây giờ, không có robot đâu nhé. Làm thế nào mà họ có thể vươn mình để trở thành quốc gia am hiểu công nghệ nhất, với nền kinh tế phát triển và có mức sống cao trên thế giới? Một trong những lý do đó là khả năng tài chính vững mạnh của chính người Nhật. Họ là những chuyên gia tài chính cá nhân, họ sử dụng Kakibo. Có nghĩa là họ sẽ không mua chiếc túi xách thứ ba trong vòng 2 tháng và tiết kiệm tới 35% thu nhập của mình. Hấp dẫn không? Hãy sẵn sàng ghi chép nhé! Kakibo có nghĩa là sổ tay chi tiêu hộ gia đình. Đây là một cuốn sổ ghi chép nơi bạn ghi lại thu nhập và chi tiêu của mình. Rất lâu trước khi các ứng dụng tài chính hoặc công nghệ số xuất hiện, người Nhật đã có hệ thống này để ghi chép ngân sách, và nó vẫn hiệu quả đến ngày hôm nay. Ý tưởng của công cụ tiết kiệm này là để theo dõi chi tiết số tiền bạn thu vào và chi ra. Mục tiêu cuối cùng của nó là để tăng tiền tiết kiệm. Đơn giản không? Có đấy, không có ứng dụng, không có công nghệ, không tính toán phức tạp. Điều quan trọng đó là bạn loại hết những thứ không cần thiết, đồng thời tập trung vào thói quen và quyết định của mình. Đây là cách mà Fumiko Chiba, tác giả cuốn sách Kakibo, nghệ thuật tiết kiệm ngân sách của người Nhật, đã giải thích về sự hiệu quả của phương pháp này. Kakibo xuất hiện năm 1904 và đã trở nên nổi tiếng nhờ nữ nhà báo đầu tiên ở Nhật Bản, Hani Motoko, người đã bán nó cho nhiều khán giả. Chiba nói rằng, mặc dù ở Nhật Bản vẫn là một quốc gia truyền thống theo nhiều mặt, Kakibo đã cho phụ nữ tự do và kiểm soát với các quyết định tài chính. Hàng chục cuốn sách, tạp chí và bài viết nói về Kakibo đã được xuất bản ở quốc gia này mỗi năm. Người hâm mộ Kakibo biết rằng ngân sách hợp lý sẽ giúp họ tiết kiệm tiền. Thay vì suy nghĩ về các thứ mà bạn không đủ khả năng, hãy tập trung chú ý của mình sang những điều quan trọng và có thể chi tiền vào đó. Kakibo dựa trên 4 câu hỏi chính. Số 1, bạn có bao nhiêu tiền? Số 2, bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu? Số 3, bạn chi tiêu bao nhiêu? Số 4, bạn có thể làm tốt hơn không? Để lập ngân sách theo kiểu Kakibo, bạn sẽ cần 2 cuốn sổ, một quyển lớn và một quyển nhỏ. Bạn có thể mua sổ tay Kakibo, nhưng thực ra sổ nào cũng được. Bạn sẽ sử dụng cuốn sổ lớn để theo dõi thu nhập, đồng thời lên kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm. Với cuốn sổ nhỏ, hãy mang nó theo bên mình để ghi lại tất cả các chi tiêu theo thời gian và bạn sẽ không quên ghi bất cứ đồng nào hết. Không để lại tiền bo. Các quán cà phê và nhà hàng ở Nhật thường miễn phí dịch vụ khi thanh toán. Điều này rất tiện lợi, nhưng nếu không biết quy tắc này, bạn có thể vướng vào một tình huống rất khó xử đấy. Một trong những ngày đầu khi ở Nhật, tôi đã có một bữa tuyệt vời tại nhà hàng nọ. Đồ ăn, dịch vụ, không khí, mọi thứ đều hoàn hảo. Vì thế trước khi rời đi, tôi để lại kha khá tiền bo trên bàn. Rồi người bồi bàn đã ngăn tôi lại trước khi tôi rời đi để trả lại số tiền để quên này. Khi ở Mỹ, tôi không phải là người duy nhất khi ăn trưa trong khi vừa chạy và nhảy lên xe buýt với một tay cầm cốc Coca và tay kia là chiếc xúc xích. Tuy nhiên, tại hầu hết các nơi ở Nhật, ăn và uống trên đường phố hoặc trong các phương tiện giao thông công cộng đều bị phản đối, trừ khi đó là tàu Shinkansen hoặc tàu đường dài. Bạn không nên cầm bánh sandwich hoặc cà phê rồi đi bộ đến công viên gần đó. Điều phổ biến ở đây là ăn thức ăn ngay tại nơi mà bạn đã mua chúng. Và nếu đó là thức ăn đường phố, hãy ăn trong khi đứng yên hoặc tìm một nơi nào đó để ngồi xuống. Quy tắc này có thể đã lỗi thời vì tôi vẫn nhìn thấy khá nhiều người Nhật mang theo đồ ăn nhanh trong khi vội vã đi đâu đó.
Nếu bạn hỏi đường một người Nhật, họ sẽ không chỉ tay, vì điều đó thể hiện sự đe dọa và do đó là bất lịch sự. Thay vào đó, họ sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn bằng lời hoặc chỉ ra nơi bạn nên đi với một bàn tay mở. Giờ đến màn chào hỏi nhé. Tôi chắc bạn đã biết rằng, việc bắt tay là một cử chỉ rất xấu ở Nhật. Chà, nếu bạn là người nước ngoài, sẽ không có ai trách bạn đâu. Người Nhật cũng quen bắt tay với người châu Âu. Nhưng nếu bạn muốn hòa nhập với họ, bạn nên cúi đầu xuống khi gặp gỡ, cảm ơn hay xin lỗi ai đó. À, và cố gắng tránh hai lỗi mà tôi đã mắc phải sau đây nhé. Không bao giờ bắt tay ai đó và cúi đầu cùng một lúc, như thế thật là khó xử. Và đừng cúi đầu lại khi bạn là khách hàng, ví dụ như trong khách sạn, nhà hàng hay các cửa tiệm. À, điều này nhắc tôi nhớ đến. Trong nhiều cửa tiệm, bạn có thể thấy những khay nhỏ ở gần quầy thanh toán. Bạn sẽ để tiền ở đó thay vì đưa trực tiếp cho nhân viên thu ngân. Đừng lờ cái khay đó đi, vì như thế là bất lịch sự. Và đừng đếm lại tiền thừa mà bạn vừa nhận được nhé. Điều đó là rất rất thổ lỗ đấy. Khi bạn bước vào một bồn nước nóng thư giãn ở Nhật, bạn phải thật sạch sẽ. Ở đất nước này, tắm không phải để làm sạch cơ thể, mà đó là một hoạt động thư giãn. Vì vậy, bạn cần tắm ở vòi hoa sen trước khi vào bồn và đảm bảo không để cặn xà phòng rơi vào nước đâu nhé. Nếu tại một nhà hàng có sàn gỗ truyền thống của Nhật Bản, bạn phải tháo giày ra trước khi bước vào đấy. Và nếu cần đi vệ sinh, bạn sẽ thấy có vài đôi dép đi trong nhà với nhiều kích cỡ khác nhau được đặt ở gần cửa. Điều quan trọng là sau khi xong việc, bạn phải tháo dép ra. Trở ra từ phòng vệ sinh mà vẫn đi đôi dép đó thì thực sự là một sai lầm không thể hiểu được. Hãy đoán xem chuyện này đã xảy ra với tôi 1 hay 2 lần.